Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu vừa tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đào Chí Tâm tại thửa đất số 117-118 tờ bản đồ số 53 đường Hòa Bình khóm 4 phường 7. Đây là các công trình vi phạm mà ông Tâm từng nhốt hai cán bộ phường 7 khi đang thi hành công vụ kiểm tra công trình xây dựng trái phép. Trước khi thực hiện quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tổ chức vận động gia đình ông Đào Chí Tâm thực hiện quyết định vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Sau khi được thuyết phục, ông Tâm đã tự nguyện thực hiện quyết định này. Trước đó, vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu đã tuyên án ông Đào Chí Tâm 2 năm tù về tội giữ người trái pháp luật liên quan đến hành vi giữ người trái pháp luật xảy ra tại khu vực ông đang xây dựng nhà trái phép. Ông Tâm đã dùng ổ khóa để khóa cửa nhốt hai thành viên của tổ chức chặn kiểm tra theo quyết định 19 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7 khi họ đang thi hành công vụ kiểm tra công trình xây dựng trái phép. Hoạt động cưỡng chế nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý trật tự xây dựng, đồng thời xử lý nghiêm minh răn đe các hành vi vi phạm về lĩnh vực này trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.